bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú, một dự án mà Minh Tú chọn để khởi đầu năm 2023 các bạn thân mến chắc hẳn là gần những ngày tết âm lịch như thế này thì tất cả chúng ta đều rất là tất bật à, nào là bận rộn với công việc nè rồi sắp xếp à, lịch trình làm việc mua quà cáp bánh mất cũng như ấn định ngày về quê để thăm nhà còn những người như minh tú sống tại thành phố thì cũng phải dành ra một cái thời gian để mình có thể về nhà phụ giúp gia đình cũng như là trang trí cho năm mới nhưng đâu đó minh tú nhớ rằng là cũng có một số người từng tâm sự với minh tú rằng là không thích không khí ngày tết lắm à, bởi vì một cái lý do nào đó thì họ không thích cảm giác uh, xung vầy uh gia đình sum họp cho nên là thường những cái ngày đó họ sẽ thường tìm cái lý do để tránh né và bản thân của minh tú thì uh, minh tú nhớ lại là minh tú cũng từng có một cái khoảng thời gian mà minh tú bị mất kết nối với gia đình mình thường uh, tìm kiếm cũng như rút ngắn gọn lại cái thời gian ở bên gia đình bởi vì uh, bên trong mình luôn cảm thấy thiếu hụt một chút gì đó cho nên với cái tập ngày hôm nay thì uh, có một người khách mời mà đối với anh tú là rất là quan trọng và ý nghĩa và một người mà minh tú nghĩ rằng là minh tú sẽ có rất là nhiều cảm xúc để có thể tâm sự và trò chuyện và người khách mời ngày hôm nay không ai khác đó chính là anh hai của minh tú chào em gái chào xin chào tất cả mọi người anh à, nhưng đây minh tú cũng chia sẻ thêm à, tại sao đây là một cái tập rất là đặc biệt bản thân anh hai của minh tú là một người à, sống khá là à, không có trên mạng xã hội nhiều là một người làm việc văn phòng cho nên cái việc mà để anh hai minh tú xuất hiện ngồi ở đây tâm sự với minh tú thì đó là một cái mà minh tú cảm thấy rất là biết ơn tại vì từ điều đó minh tú sẽ cảm thấy là anh hai rất là thương minh tú và luôn ủng hộ cho minh tú trong cái hành trình phát triển trong cái hành trình phát triển sự nghiệp của minh tú nói thì uh, hồi xưa giờ hai anh em mình không có hay nói chuyện sớm <laughs> thì uh, bản thân của em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến anh hai vì đã uh, chấp nhận uh, chịu ngồi đây để nói chuyện với em ngày hôm nay em sẽ hiểu được rằng là cái cảm xúc của anh khi mà ngồi trước uh, nhiều máy quay ánh sáng như thế này thì nó sẽ không có thoải mái nhưng các bạn biết không mà để mời được anh hai của minh tú á thì minh tú sẽ phải uh, có một cái trao đổi đó là minh tú sẽ phải sớm kết hôn lập gia đình và sinh em bé sớm thì anh hai minh tú mới chấp nhận ngồi ở đây để trò chuyện và lộ mặt ở trên cái talk show này và lộ mặt ở trong cái tập này à, minh tú nhớ rằng là từ khi mà minh tú bắt đầu làm nghề người, người mẫu trong cái hành trình của minh tú từ đợt giải thưởng này hoặc tham gia tất cả các phim ảnh các dự án lớn anh hai của minh tú không bao giờ xuất hiện cùng với Minh Tú hoặc là muốn chụp hình với Minh Tú mà luôn luôn là những những cái người đứng từ xa để mà ủng hộ cũng như là chụp ảnh rồi mang đi khoe với bạn bè. Một người mà Minh Tú nói là có một ảnh hưởng rất là lớn trong sự trưởng thành của Minh Tú tại vì anh hay giống như là một người cha thứ hai của Minh Tú vậy để hiểu rõ hơn câu chuyện thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu có một cuộc trò chuyện cùng với anh hai của minh tú anh hai của minh tú là anh sang à, thường ở nhà thì sẽ xưng là anh hai và tú à, để bây giờ tú sẽ chia sẻ thêm cái dự án này được mang tên là những ký ban công Nhật ký thì anh hai chắc cũng đâu đó còn nhớ là ngày xưa sở thích của tú là rất là thích viết nhật ký. Ừ. À, Minh tú chọn cái dự án này để khởi đầu cho năm 2023 để có thể truyền ra những cái thông điệp, những cái năng lượng tích cực nhất để giúp cho ai đó ngoài kia nếu mà họ cảm thấy cô đơn, họ cảm thấy tổn thương, họ đang cần một chút gì đó để xoa dịu thì qua cái podcast này người ta cũng sẽ cảm thấy có một chút nhẹ nhàng giống như một cái vòng tay để có thể ôm ấp họ. Câu hỏi đầu tiên nha, để mình uh, thoải mái nhất cho cái buổi trò chuyện thì uh, Trong anh hai á, Tú là một người như thế nào? Uhm, thật ra đối với anh hai á, Tú á là một người uh, con gái rất là mạnh mẽ, cá tính Và sống rất là tình cảm nhưng mà hơi nội tâm Tức là có những gì à, Tú cũng để trong lòng Ít khi nào mà có ai hiểu được Tú để mà toàn, toàn diện nhất á Thì đối với anh hai Tú là một cái người như vậy đào sâu hơn khi còn là nhỏ thì anh hai nhớ về Minh Tú hồi nhỏ đó là những kỷ niệm như thế nào? Nhiều kỷ niệm lắm. Có cái kỷ niệm mà anh hai nhớ đời nhất là lúc mà anh hai mới tập chạy xe Honda lúc đó chắc Tú chừng 3 4 tuổi gì đó. Xong cái buổi tối anh mới lấy chiếc xe 50 của ba đó chở bé Tú trước nè. Cái lúc tới ngã tư quẹo á thì vô tình có một người ngồi ngồi sửa xe đó mà anh hai không thấy té rồi hai anh em cùng té luôn. Anh tú nó bị chạy lên cái mặt như nào. Trời đó anh hai xót anh hai thương lắm nhưng mà anh hai cũng dặn tú là về đừng nói gì ba không ba ba lan hai cái anh tú cũng gật 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 xong cái uh, về tới nhà cái mẹ mới thấy mẹ với ba thấy là tại sao mặt tú bị trầy là cái uh, hỏi tú mà nó cũng đứng im nó nhất quyết nó không nói kiên quyết nó không nói đứng im nó cũng không khóc tiếng nào luôn là anh hai biết là con bé rất là cá tính mà nó rất là mạnh mẽ uh, và từ đó tới lúc mà lớn lên anh hai nó luôn nhủ trong lòng là trời mình mình gây ra cái 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 vết sẹo trên mặt tú mà nữa mà nó con gái mà nó có gì chắc mình ân hận suốt đời nó kỷ niệm mà anh hai không giờ quên được em lúc đó em em ba tuổi rồi ừ. sao em không không, không nhớ lắm tú không, không, không nhớ đâu cái đó là chắc chỉ có anh hai nhớ thôi chứ tú không nhớ đâu em chỉ nhớ nhất là uh, ngày xưa em được gửi ở uh, cô tám hả cô ừ, nói tám chung như... là cái nhà trẻ tự phát Đúng rồi. Ừ và cái người mà em mong chờ để đón em nhiều nhất là anh hai tại ừ. vì em biết chỉ có anh hai tới thì em mới được đi về thôi ừ. còn còn lại em cũng không không có biết mong chờ vào ai hết tại vì lúc đó thì mẹ cũng đi làm từ sáng ừ. cho đến chiều tối uh, em còn nhớ anh hai mẹ từng kể với em rằng là hồi khi mà em còn nhỏ cái người mà ẩm em cho em uống sữa À, đêm mà em có khóc ẩm em đi vòng vòng là anh hai chính xác thì em rất là muốn ừ. nghe thêm tú nó có cái tật là nó nhớ mẹ mà cái lúc mà chín mười giờ đêm á là không bao giờ mà chịu uh, ngủ ngủ hay là gì á bắt đầu phải đòi đi uh, ẩm đi kiếm mẹ thì nó cũng đâu biết làm gì phải bế nó đi vòng vòng trong xóm vậy á đi hết mỗi mấy vòng nó mới ngủ ngủ thì mới đặt nó lên giường nó mới chịu ngủ chứ người không nó không ngủ hôm nay mình sẽ nhắc lại một số chuyện mà có thể từ lâu rồi mình cũng đã vượt qua nhưng mà em nghĩ rằng là đâu đó trong tâm hồn của cả hai anh em mình cũng đã có những cái vết thương mà em hy vọng rằng là ngày hôm nay khi mình mang đến nó sẽ theo một cái chiều hướng tích cực hơn để những người đã và đang hoặc đã cũng có cái hoàn cảnh giống giống như mình họ vẫn có thể vui vẻ lạc quan hơn đó là em thì em luôn uh, đến tận bây giờ đôi lúc em luôn cảm thấy uh, tiếc nuối bởi vì em không có một cái tuổi thơ nó trọn vẹn uh, đối với em thì uh, em em thấy đâu đó em luôn bị uh, không tự tin về cái uh, tuổi thơ của mình cái đó không phải mình tú đâu cả ba anh em mình luôn dù là em biết bây giờ em rất là may mắn nhưng mà khi em còn bé thì lúc còn nhỏ thì em sẽ luôn luôn mong muốn có được uh, đầy đủ hơn về mặt không phải là mặt vật chất không mà về mặt tình cảm và đặc biệt thì những cái gì em đang chuẩn bị nói ra có thể uh, sẽ khiến một vài người nghe được họ sẽ cũng buồn nhưng mà em nghĩ là em đối mặt với việc đó rất là lâu rồi đó là em 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 luôn mong cầu có một tình cảm của một người cha cho nên là em nhớ khi còn nhỏ khi mà em em đi học em đi ra đường chơi á có những chuyện em rất là ít kể về với gia đình nhưng mà em sẽ luôn bị không tự tin em luôn bị người khác dùng những cái lý do những những cái lý do mà nó không phải do em gây ra ga để làm một cái một con dao để tổn thương trong cái tâm hồn của em mà đến bây giờ lâu lâu thì em vẫn nghĩ về điều đó không biết anh còn nhớ là um, đã có một lần em hay viết nhật ký em viết nhật ký từ nhỏ từ nhỏ nhưng có một lần em em thay đổi rất là nhiều à, bởi vì à, một ngày em mở cái cuốn nhật ký đó ra đến tận bây giờ em 32 31 tuổi mà em nghĩ khi em mở cuốn nhật ký đó ra vào cái trang cuối cùng em nhớ như anh là cái trang, cái cuốn nhật ký em sẽ viết như vậy nhưng tự nhiên bữa đó vô tình sao em lại lật ngược lại thì khi em lật ngược lại á, thì có một trang nhật ký của một người khác viết cho em và những cái dòng chữ ở trong đó giúp cho em trưởng thành hơn rất là nhiều thì em không biết anh hai có nhớ không nhớ cái này thì giờ anh hai nói nhưng mà cái này thật ra anh hai không phải là cố tình xem nhật ký của tú mà lúc đó anh hai vô phòng kiếm tú vô tình hai lục ấy thì nó rớt ra anh hai mới đọc nhưng mà anh hai cũng chỉ đọc duy nhất một cái trang đầu thôi thì anh hai hiểu tú là cái người mà nội tâm hay là không có chia sẻ nhiều với gia đình không có cái ấy nên anh hai chỉ viết một cái trang cuối cùng là cho tú gửi gắm là cho dù thế nào đi nữa thì tú vẫn là đứa em gái mà anh hai thương yêu nhất mốt có chuyện gì thì cứ nói với anh hai không có vấn đề gì hết tại sao em mang câu chuyện đó lên đây tại vì bản thân của em em nghĩ là trong nhà em tâm sự ngày xưa em tâm sự nhiều nhất là mẹ nhưng sau này khi lớn lên thì em tâm sự với anh hai rất là nhiều về những cái lần mà em có vấn đề trong cuộc sống em không biết giải quyết nó như thế nào nhưng mà em chưa bao giờ mang cái chuyện tuổi thơ lên hết à, em luôn đi nói với tất cả mọi người rằng là em thay đổi cái quan điểm ở cái thời gian đó là nhờ cái trang nhật ký rất là nhiều. Tại vì em nhớ trong cái cuốn nhật ký đó của em đầy rẫy những cái lời oán trách. À, tại sao em không được sinh ra trong một gia đình đầy đủ hơn? Tại sao em không có được sắc đẹp hơn? Cho tới cả khi em còn nhỏ cho tới lúc em lớn lên 15 16 tuổi em vẫn rất là xấu. Rồi em luôn bị người ta bắt nạt thông em luôn viết ở trong đó những cái lời mà bây giờ em nhìn lại nó là những cái lời rất là căm ghét và thù hận uh, cái trang nhật ký mà anh viết cho em là rơi vào cái giai đoạn lần đầu tiên em gặp lại ba của em trong khi mà em đã trưởng thành rồi và em hơi bị hoảng tâm lý về cái thời thời cái thời điểm đó uh, nhưng sau khi em đọc được cái cái những cái lời mà anh viết cho em đó, em em thay đổi rất là nhiều. Em nhận ra rằng là em rất là may mắn. Em may mắn vì em tìm được một người hiểu em. Em em may mắn hơn rất là nhiều người bởi vì at least là cái vô tình của anh đọc được thì anh sẽ tìm cách để giúp em có thể chữa lành những cái vết thương trong tâm hồn của em. Cho nên là uh, sau gần ấy năm thì em mới có cơ hội để mà cảm ơn anh đã uh, vô tình đọc được và viết lại cái trang đó cho em. Mới thiệt hôm nay anh Hai cũng thấy vui tại vì anh Hai cũng không nghĩ là Tú sẽ đọc được cái trang đó. Nhưng mà giờ biết được Tú đọc trang đó mà Tú thay đổi vậy thì anh Hai rất là mừng. Hồi nãy giờ cảm xúc á thì để um, chia sẻ thêm là tại sao anh hai là một người rất là quan trọng trong việc trưởng thành của Minh Tú. Tại vì anh hai lớn hơn Minh Tú 8 tuổi. Từ nhỏ, người mà Minh Tú chơi nhiều nhất cũng là anh hai. Tại vì mẹ thì sẽ bận đi làm từ sáng cho đến tối. Anh hai là người chăm Minh Tú, chở Minh Tú đi học, dạy Minh Tú. Khi mà Minh Tú nhớ lúc mà Minh Tú học lớp 6, lớp 7 gì đó, thì cái giai đoạn đó là mẹ của Minh Tú không thể nào tiếp tục cho Minh Tú đi học nữa thì anh hai có phải vừa đi học và vừa đi giao tàu hữu để mà đóng tiền học cho minh tú tại vì lúc đó thì anh hai có nói với mẹ rằng là có như thế nào cũng được nhưng mà cái con đường học vấn là cái con đường mà có thể giúp mình tìm được một cái việc làm nó ổn định hơn trong cái đường đời sau này của mình nên là bằng mọi giá phải tìm được điều kiện và phải uh, giống như là khuyên nhủ để Minh Tú tiếp tục đi học hoàn thành được uh, tốt nghiệp trung học phổ thông sau này lớn lên đó, uh, anh Hai đối với Minh Tú nó hơn một người một người giống như mọi người sẽ có một người chị gái đó, thì anh Hai Minh Tú sẽ có một người anh Hai anh Hai là cái người sẽ không bao giờ đặt minh tú vô một cái khuôn khổ là phải đi học vừa phải giỏi giang khi minh tú lớn lên bắt đầu đi chơi anh hai cũng chỉ cho minh tú cách chơi đi chơi như thế nào uống bia như thế nào đi chơi phải tỉnh táo như thế nào rất là nhiều những cái kỷ niệm mà minh tú luôn nói là anh hai giống như là một người cha thứ hai của minh tú đến lúc mà minh tú vào con đường người mẫu thì cái người mà ủng hộ và cái người mà Tạo điều kiện về kinh tế để cho Minh Tú những cái ngày đầu Theo đuổi cái con đường người mẫu cũng là anh ba và anh hai của Minh Tú Thì anh hai còn nhớ lại những cái kỷ niệm nổi loạn của Minh Tú Khi mà Minh Tú ở tuổi vị thành có, niên không? Có không có cái kỷ niệm? Là lúc đó Tú như là tuổi dậy thì trưởng thành mà. Nên là theo đám bạn đi chơi, đi này, đi kia. Mà mình đã nói bao nhiêu lần là không có về trước, không có về sau 11 giờ đêm. Nhưng mà có một lần Tú nó đi đâu á. mà Nó đi tới gần 12 giờ mà mình đi kiếm cũng không ra. Xong rồi Tú về. Xong rồi, cái hai anh em uh, ngồi nói chuyện. Nói chuyện hồi xong cãi nhau. Xong rồi hai anh em lao nhau. Lao vô đánh nhau. <laughs> có, có. Anh hai cũng có đánh Tú nhưng mà xong cái tự nhiên cái anh hai ngồi anh suy nghĩ lại hai anh em ôm nhau khóc là một cái kỷ niệm thứ hai mà anh hai không bao giờ quên được hai anh em đánh nhau xong rồi cái ngồi nói là anh hai nói là anh hai làm gì không phải là anh hai ghét tú hay là anh hai này kia nhưng mà do anh hai lo cho tú thôi thân con gái mà đi vậy thì nó nó không có an toàn mà nó dễ hơn người thì không biết sao cái đợt đó thì thấy tú cũng có thay đổi hai rất là mừng các bạn đang lắng nghe podcast Nhật ký ban công của Minh Tú Em còn nhớ lại một kỷ niệm là năm em uh, 17 tuổi Lúc đó là ba đã về sống chung với gia đình mình rồi Thì uh, vào dịp Giáng sinh Vào dịp Giáng sinh thì em có xin mẹ là đi uh, với bạn ra cầu móng chơi Thì có xin là 10 giờ về nhưng mà do kẹt xe và đạp xe đạp làm sao đó, cái tới gần 12 giờ mới về thì uh, ba mới đánh em thì em uh, không có khóc nhưng mà em lỡ thốt lên một câu sau khi đánh xong thì em có nói một câu mà đến bây giờ em rất là ân hận mà em cũng chưa bao giờ nhắc về cái việc đó với ba em cũng chưa bao giờ xin lỗi ba một cái cách mà nó đối mặt á em em nó là một cái câu mà em nghĩ rằng là tổn thương đến ba rất là nhiều mà tại vì em em luôn hối hận về cái câu đó của mình nó là em nói là ba đâu có ở với con thì nhỏ ba cũng đâu có nuôi con đâu tại sao mà bả đánh con thì từ đó trở đi ba không bao giờ đánh em nữa cũng không bao giờ nói về cũng không bao giờ ý kiến về cái 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 cái, cái cuộc sống của em thì uh, anh mẹ có mát với anh hai thì sau đó thì anh hai cũng ngồi nói chuyện với em là anh hai nói là mỗi một người á trong cuộc đời này họ sẽ phạm một hoặc là rất là nhiều sai lầm có những sai lầm là trực tiếp và gián tiếp và một cái câu mà em luôn nhớ hoài là cho dù cái người đó không đồng hành ở trong cái sự phát triển từ tuổi trẻ của mình nhưng đó cũng là cha mình nếu như mà không có không có ba thì sẽ không có mình và nếu như ba có làm gì đó không đúng cũng là không đúng với mẹ chứ tú không có quyền ở phận là con mà nói những cái lời như vậy thì em không biết là anh hai có nhớ cái khúc đó hay không nhớ dạ, khúc này anh hai có nhớ thật sự lúc đó nha tại vì lúc đó 17 tuổi thì nó là một cái tuổi nó rất là bất đồng ừ. mà em lại lớn theo một cách bản năng giống như từ nhỏ đâu có ai dạy em đâu em đi chơi bùi đời uh, em thấy người ta chửi nhau là hay thì em nghĩ Ừ khi mình lớn tiếng như là hay uh, em sao tuổi trẻ tuổi thơ của em là một cái sự oán trách nhiều hơn là 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 được dạy dỗ em luôn luôn bị so sánh với anh với anh đạt rằng là hai người thì học rất là giỏi lúc nào cũng tập vỡ ngăn nắp còn em giống như là một một cái đứa mà nó không có theo một cái quy chuẩn nào hết lúc nào anh nội cũng lấy em ra là ừ sao mà em sao mẹ đẻ một cái đứa con mà nó rất là kiểu như thấy con trai thì lại rất là học giỏi ngăn nắp còn con gái nó giống như một đứa nổi loạn một đứa quậy phá thì em em đã từng có lần em nghĩ là em không muốn tiếp tục cái cuộc sống này nữa khi em còn rất là bé và em mất kết nối với ba của em rất là nhiều khi mà em còn nhỏ đến thậm chí lúc mà em gặp lại ba em rồi em mất kết nối em không thể nào có thể chia sẻ thậm chí là uh, khi mà mọi thứ nó đã qua đi rồi em cũng không biết bắt đầu để thể hiện cái tình yêu thương của mình dành cho cha của mình như thế nào rồi tới bây giờ suy nghĩ của tú có thay đổi chưa suy nghĩ của em thay đổi rất là nhiều ừ. em tất nhiên em thương mẹ nhưng mà em rất là thương cha của em nha hiểu nhưng mà thôi tết này á, nếu có dịp á, thì cứ tú tú cứ gặp ba tú nói chuyện với ba tú xin lỗi ba đi đừng có để cái mối cái 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 cái, cái niềm hối hận đó, nó nó đeo theo mình hoài à, anh nghĩ sao về sự hy sinh của mẹ anh nghĩ hả sự hy sinh của mẹ lớn lắm lớn lao lắm có không có gì mà sánh được hết thực ra từ nhỏ thì ba đúng giống như tôi nói là ba cũng không có ở bên ba anh em mình nhiều chỉ có mẹ thôi mẹ vừa đi làm chiều tối về phải cơm nước cho nhà bên nội nữa rồi giặt đồ cơm nói chung là anh hai thấy mẹ tới mười mấy mười một giờ tối vẫn chưa được đi ngủ mà một mình gồng gánh nuôi ba đứa con thì cái sự hy sinh đó anh hai không biết nói sao cho đủ nữa mặc dù là có những lúc mẹ bận công việc gì mẹ không có quan tâm được hết ba đứa con nhưng mà tụi mình cũng rất là thương mẹ rồi cũng tự trưởng thành thôi em nghĩ là trong tất cả đa số tất cả mọi người mẹ là một người rất là vĩ đại nhưng ở bản thân của em tại sao sau này em nghiệm ra rất là nhiều em nhớ là ngày xưa mẹ có nói là hay là mẹ đi nước ngoài rồi tìm đường sau này cho tụi mình đi đi vào bên đó thì em có nói với mẹ là Thôi mẹ đừng có bỏ tụi con này giờ tụi con ở đây Không có ai hết Không có ba rồi giờ không có mẹ nữa Thì Không biết là sẽ lớn lên như thế nào Sau này con sẽ hứa kiếm nhiều tiền Để mà nuôi mẹ Nhưng bây giờ ở vị trí là một người 31 tuổi Có thể em chưa có gia đình Em chưa có con Nhưng em nghĩ lại Thì nếu em ở thời điểm đó của mẹ em sẽ chọn sống cho bản thân của em nhiều hơn nhưng mà khi em nhìn lại thì mẹ hy sinh cho con cá rất là nhiều cho đến thời điểm thận bây giờ kể cả việc khi mà con cá lớn lên thành công nhưng mà bà ấy cũng không có thực sự sống cái cuộc sống mà bà ấy mong muốn uhm rồi sau khi lớn lên nữa thì hai mẹ con thế hệ nó bắt đầu xa nhau có những chuyện em không thể nào tâm sự với mẹ nhiều bởi vì em không có muốn là mẹ buồn ví dụ như là những cái chuyện về tình cảm những cái chuyện những cái quyết định ở trong công việc của em em cũng hay gọi anh ban đêm để mà tâm sự với anh anh có cảm thấy ở trong gia đình anh có mất kết nối gia đình không có có một thời gian anh, anh hai cũng bị có kết nối gia đình giống như là thời gian mà ba bỏ đi rồi không có được trò chuyện nhiều với mẹ nhưng mà qua đó qua cái sự hy sinh của mẹ thì anh hai thấy là mẹ thật sự là một người phụ nữ vĩ đại á à, như cái thời tôi biết ba bỏ đi á không phải là mẹ không có ai theo đuổi thậm chí thậm chí có những lúc Tại mẹ ngày xưa mẹ được mệnh danh là qua khôi sớm cao đạt mà lúc mà anh hai lớn rồi anh hai hỏi mẹ mẹ sao hồi đó ba vậy mà mẹ không có Uh, kiếm một người khác để lo cho chăm sóc cho mẹ rồi uh, nhưng mà mẹ nói không con uh, mẹ thương ba mẹ đã từ nhỏ chấp nhận lấy ba là mẹ chỉ có một mình ba thôi cho dù ba có người sao thì mẹ cũng ở về mẹ nuôi mấy đứa con chứ mẹ không có uh, kiểu như là mẹ là một người phụ nữ truyền thống á lỡ lấy ai sống chết với người đó Người xưa người ta hay nói là lấy lấy chó theo chó lấy gà theo gà thì cho dù cái người mình lấy có như thế nào thì mẹ vẫn như vậy và mẹ mẹ nói là mẹ chỉ có thương ba thì mẹ vậy thôi chứ mẹ cũng uh, không có muốn đi thêm bước nữa để làm khổ mấy đứa con Thật ra thì ngày hôm nay khi mà Minh Tú mang những cái câu chuyện gia đình của Minh Tú lên đây không phải là để kể khổ cũng không phải là muốn lấy sự thương hại của mọi người tại vì thật sự ở bản thân Minh Tú cũng như là gia đình của Minh Tú bây giờ rất ổn và rất vui vẻ hạnh phúc với nhau nhưng vì sao ngày hôm nay mà Minh Tú muốn mang những cái câu chuyện này ra bởi vì Minh Tú biết rằng những người đang lắng nghe cái podcast này thậm chí là có một vài người đang ngồi tại chỗ này cũng đâu đó sẽ cảm thấy rất là chạnh lòng cảm thấy cô đơn bởi vì chúng ta mất đi kết nối với gia đình có thể là chúng ta sẽ có xuất phát điểm thấp hơn người khác nhưng mà minh tú thì khi minh tú bắt đầu học cách đón nhận nó một cái cách tích cực hơn thì minh tú lại nghĩ có thể là vũ trụ hoặc là ông trời cho mình những cái thử thách để mình có thể có những cái trải nghiệm mình vẫn mạnh hơn, mình mạnh mẽ hơn để mình đối đầu với những cái uh, những cái chướng ngại vật trong đường đời của mình. Uh, giống như Minh Tú là một người uh, rất là mạnh mẽ nhưng mà bản thân của mình thì cũng sẽ có rất là nhiều những câu chuyện bên trong mình mà ngày xưa giờ mình rất là ít kể uh, bởi vì mình chưa bao giờ dám thừa nhận cái sự yếu đuối ở trong tâm lý của mình nhất là với người nhà của mình tại vì lúc nào mình cũng muốn thể hiện là mình ổn lúc nào mình cũng muốn thể hiện là mình giỏi và mình có thể làm được điều đó à, thì nhân câu chuyện này thì mình tôi cũng hy vọng rằng nếu như chúng ta có cơ hội thì chúng ta có thể chia sẻ và trao đổi thật sự cái sự mà mất kết nối gia đình gia đình ở đây không chỉ là đơn giản giữa ba với ba với con gái cha mẹ với con mà nhiều khi là anh chị em ví dụ như trong anh em của mình tôi khi có ba người thì cái người mà ít nói chuyện với tất cả mọi người trong gia đình nhiều nhất đó là anh ba của minh tú uh, nhưng mà minh tú sẽ luôn tìm cách đâu đó để có thể kết nối và hiểu được họ quan tâm đến họ nhiều hơn hiểu được rằng là tại sao họ có những cái quyết định như vậy tại sao họ có suy nghĩ như vậy và đâu đó để phải tìm ra được một cái cách nào đó để giúp họ hòa nhập hơn lại với cuộc sống và cuộc sống của gia đình thì đó là cái thông điệp mà Minh Tú rất là muốn truyền tải đến các bạn có thể nhiều người nói là ờ, chị sinh ra trong gia đình may mắn là ba mẹ chị hiểu chị anh chị hiểu chị nhưng có một, chúng tôi có một vài người sinh ra là không có hiểu nếu như có thể một ngày không hiểu, hai ngày không hiểu, một tuần không hiểu, một năm không hiểu, năm năm không hiểu, nhưng nếu bạn như kiên trì, bạn tìm ra được một cách, cách này bằng cách khác, mọi người chúng ta sẽ có một cách, có người chọn ngồi xuống, có người chọn viết, có người chọn hành động. Nhưng mình tốt tin chắc rằng là thời gian và một khi chúng ta đã dám mở lòng cái trái tim mình ra để có thể chia sẻ, để giúp họ ít nhất là họ hiểu được là mình đang tổn thương mình cần sự chia sẻ mình cần sự bảo vệ và mình cần sự ôm ấp mà không đâu hết bằng gia đình hết thì minh tú nghĩ là các bạn hãy thử một cách nào đó để tìm lại cái sự kết nối với gia đình của mình và cũng muốn sẽ nhận được rất là nhiều đóng góp những cái ý kiến cũng như là những câu chuyện mẫu chuyện của các bạn tại vì trong chúng ta mỗi người sẽ có một cuộc sống khác nhau hoàn cảnh khác nhau và đâu đó những cái câu chuyện của các bạn cũng sẽ giúp cho cái chương trình này của minh tú được rộng rãi hơn có nhiều góc nhìn hơn thì hy vọng rằng là các bạn sẽ để lại bình luận ở bên dưới hoặc là trực tiếp gửi email về cho minh tú để minh tú có thể uh, lắng nghe và mình chia sẻ cùng với nhau. Các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú. Tại sao anh hai lại muốn Minh Tú kết hôn sớm? Có ừ. thể anh hai cũng là cũng cái người mà um, truyền thống á. Uh, thì con gái thì đến tuổi thì phải lấy chồng, uh, sinh con. Uh, giống như là qua cái tuổi đó thì không còn ai nữa chứ. Mấy mốt này sợ một mình tú thì xuống cô đơn này kia nên anh hai cũng lo xa thì anh hai nghĩ vậy thôi vậy mà anh hai có sợ cô đơn không không tại sao anh hai không sợ cô đơn tại mà vì anh, anh hai, hai là... đã nhìn trước được con đường của anh hai đi như thế nào thì anh hai không có sợ anh hai chỉ lo cho tú thôi tại sao anh hai lại lo cho tú Hừ? tại vì tú là đứa em gái mà anh hai thương yêu nhất là thiếu thốn tình cảm từ nhỏ rồi không có được sự quan tâm chăm sóc đầy đủ của ba của mẹ hay là của người thân một mình tú phải bươn chải rồi tú tự tự lớn lên nói chung là tự lớn lên là cái từ chính xác nhất dành cho tú thì tới tuổi vậy thì nếu như anh hai là con trai anh hai cũng đâu có thể mà chị tú cái này cái kia tú cũng phải tự tiền tòi qua bạn bè qua sách vở qua cái này cái kia về những cái vấn đề mà sinh lý tuổi vậy thì thì cái cái đó anh hai nghĩ là uh, cho nên hai thương Tú, anh hai luôn nghĩ cho Tú là vậy thôi. Trong cái quá trình mà Tú uh, bắt đầu dạy thì cho đến trưởng thành và đến thời điểm hiện tại, có khi nào mà anh hai nhìn Tú mà anh hai cảm thấy là anh hai rất là muốn giúp Tú nhưng mà anh hai cảm thấy bất lực? Có, có nhiều, giống như những cái lần mà Tú... Uh buồn cái chuyện tình cảm nhưng mà anh hai cũng chưa có trải qua nhiều anh hai cũng không biết góp ý cho tú làm sao. Tại vì anh hai cũng không có uh, nhiều mảnh tình giác dai. Thì nghe tú tâm sự thôi chứ còn góp ý hay là cái này cái kia. Nhưng mà anh hai luôn đứng phía sau ủng hộ những quyết định của tú. Dù tú có thế nào hay là tú có làm cái gì hay là tú có quyết định gì, anh hai cũng luôn ủng hộ và đứng phía sau tú. À, trong suốt cái quá trình mà tú làm nghề, thì tú nhận rất là nhiều tình yêu thương Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều ừ. Những cái bình luận nó không hay Về cả bóc dáng Về cả sắc bóc Về trình độ tri thức, về gia đình Có bao giờ anh hai cảm thấy tổn thương không? Không Anh hai không cảm thấy tổn thương Mà anh hai còn phải về nói với ba mẹ là à, Những cái chương trình đó, những cái comment đó Là người ta không hiểu Tú, người ta mới nói Tú vậy thôi Chứ còn ba mẹ đừng có thèm đọc Làm gì để bụng, chia buồn này kia Tú nó sẽ tự biết mạnh mẽ Nó vượt qua và cũng không có gì phải lo cho tú, tại vì anh hai hiểu tú mà. Thật ra hả, có những lúc tú không muốn tiếp tục cái công việc này nữa, bởi vì nó có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là tú không có tự tin, ừ. tú cảm thấy đã từng đã từng tú rất là thành thật, có thể những điều tú đang nói nó sẽ 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 tổn thương người khác nhưng mình nhưng bản thân tú đã từng không tự tin về xuất thân của mình rất là tự ti à, nó giống như là một cái một cái gì đó ở trong tú mà làm cho tú không đủ tự tin để có thể hiên ngang mà nói là tôi làm được cái này tôi làm được cái kia tú từng đã cảm thấy là nó là một cái điểm trừ trong cái con đường phát triển sự nghiệp của tú cái thứ hai là cái giai đoạn mà tú tham gia the face á, thì uh, tú nhận được rất là nhiều những cái comment những cái bình luận mà thậm chí là nó nó hơi nặng nề ví dụ như là minh tú chợ búa uh, có một cái comment mà tú đọc mà lúc đó tú khóc rất là nhiều đó là um, không có cha cho nên không ai dạy cho nên là phát ngôn những cái phát ngôn những cái câu như vậy thì bản thân của tôi lúc đó tôi sẽ cảm thấy là giống như là mình 26 tuổi á mình còn chưa kiếm được tiền để lo cho ba mẹ mình có một cái chỗ hở nó đàng hoàng mà mình trở thành một cái mà người ta có thể dùng mình để nói về ba mẹ của mình thì đỉnh điểm lúc đó tôi không muốn tiếp tục làm cái hình nữa ừ. tôi biết là mẹ thì tâm sự với tú nhiều cho nên mẹ sẽ hiểu tú nhưng mà tôi cũng biết là ba sẽ là người rất là tổn thương mà đâu đó ba sẽ đối với tú thì ba sẽ cảm thấy là ba không có hoàn thành đầy đủ cái trách nhiệm của một người cha nhưng mà Tú muốn muốn nói với ừ. Chắc chắn là Tết này Tú sẽ nói Nụ hôn đầu tiên Tú dành cho ba của mình Tú Là vào ngày 14 tháng 11 Năm 2022 Là sinh nhật vừa rồi Ở nhà ngoại à, Những năm gần đây Tú Tú rất là thương cha nhưng mà tôi không biết sẽ bày tỏ nó như thế nào bởi vì hôn mẹ hoặc thương mẹ hoặc nói những cái lời con yêu mẹ nó dễ dàng lắm nhưng mà để nói con yêu ba đó, đối với tú nó tú rất muốn nói mà tú không biết mở nó nói nó như thế nào tú không muốn rằng là chỉ là mình kiếm được tiền rồi mình mua quà không nhưng mà tú nghĩ là cha mẹ thì sẽ cần nó nhiều hơn về mặt tình cảm Ờ uh, khi mà tú có bạn trai á thì tôi thấy rất là rõ trong ánh mắt của ba mình của bà rất là vui dù là ba với người đó nói không có nói chuyện được với nhau nhưng mà không có một bài báo hoặc là một cái tin tức gì của tú mà ba tú không biết tại vì anh đạt luôn là người nói là ờ, ba hỏi sao vậy 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 thì tôi mới hỏi ủa sao ba biết thì nói thì ba có cái ipad đó mà mày mua cho ba ổng giống cầu hoài không ổng bỏ một cái gì á ổng ờ, đọc người ta sao người ta nói minh tú vậy mình nói vậy 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 có nghĩa là ba sẽ là một người không bao giờ là đi về nhà con chào ba ba chào con chứ ba không ba cũng không có đủ tự tin để ba hỏi tú đúng rồi ừ. thì uh, ba có bao giờ tâm sự với anh hai cái gì vậy tú có anh uh, hai nghĩ là ba ba luôn cảm thấy có lỗi với tú mà ba không biết cách nào mà để giống như là thời gian xa cách quá lâu tú từ lúc còn nhỏ cho tới lúc tú mười mấy tuổi thì ba không có ở bên tú không có lo được cho tú thì ba cảm thấy rất là có lỗi nhưng mà đâu đó cái tình thương của ba á, dành cho tú là không có thay đổi vẫn là thương ba đứa con của mình như ba nói với anh ba ba anh nghĩ anh hai nghĩ là ba muốn nói rất nhiều với tú muốn nói những lời yêu thương với tú nhưng mà ba không đủ can đảm được. để nói cũng giống như tú xa cách một thời gian lâu rồi giống như là chỉ là chào hỏi qua lại nhưng mà trong thâm tâm của mình lâu đó hai người vẫn là yêu thương nhau nhưng mà không có nói nên lời thôi các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của minh tú à, nãy giờ là mình sẽ nói về cha của tụi mình rất là nhiều thì em cũng muốn nói về em đã từng có một khoảng thời gian mất kết nối với mẹ nhất là vào cái thời điểm mà em ở tuổi dậy thì, tại vì tất cả những cái gì mà mẹ trải qua là mẹ là một người lớn rồi. Nhưng khi em bắt đầu lớn lên thì em sẽ có những cái những cái thích thú của một đứa con gái mới lớn. Ví dụ như là thích mua sắm, thích ăn bận, thích đi uống bia, thích đi nhảy đầm, thích đi chơi, đi đàn đúm, đi đánh bia thì những cái lời dạy của mẹ mà cái cách mẹ thì hơi hà khắc với em cho nên lúc đó em luôn cảm thấy mẹ không có hiểu em thì anh hai từng có rất là nhiều cách để giúp cho em kết nối lại với mẹ nhưng mà em rất là muốn em nghĩ là tất cả mọi người cũng muốn nghe là ngày xưa anh hai đã làm như thế nào để em có thể kết nối lại với mẹ thực ra anh hai là người chứng kiến mẹ um, có nhiều mẹ mẹ chịu khổ rất là nhiều như anh hai nói là mẹ quần quật quần quật sáng là 5 giờ mấy 6 giờ sáng là đã đi làm rồi làm trước trước khi đi làm lúc nhỏ là chở ba anh em đi học rồi chiều đó ba anh em về xong rồi phải cơm nước rồi giặt quần áo từ nhiều khi tới 12 giờ đêm mẹ cũng chưa được đi nghỉ nữa nên đâu đó trong cái suy nghĩ của mẹ là con gái mà không có không có học hành hay là không có ấy mà cứ suốt ngày cứ đi chơi là sẽ mai mốt cuộc cuộc đời sẽ khổ như mẹ vậy đó. Cho nên mẹ áp đặt cái suy nghĩ đó lên Tú. Mẹ muốn Tú lúc nào cũng phải ngoan ngoãn rồi uh, học hành cho tới nơi tới chốn, nữa ra đường kiếm công việc kiếm được tấm chồng để lo cái thân thôi, chứ mẹ không có. Nhưng mà cái cách cái cách giáo dục của mẹ nhiều khi là không có đúng. Mẹ mẹ khổ quá nhiều rồi nên mẹ mẹ đôi lúc sẽ hơi nóng tính không có hiểu được tú nên mẹ thường hay la hay chửi không chỉ riêng tú mà ba đứa đứa nào cũng bị mẹ la mẹ chửi hết chứ không phải là riêng một mình tú thành ra anh hai nghĩ là cái lúc tú trưởng thành tú vậy thì thì mẹ cũng không có ở bên cạnh tú nhiều cho nên là nhiều khi đôi lúc đó là mẹ mẹ cũng có một cái cái khoảng cách nào đó với tú thì anh hai không biết sao nhưng mà anh hai nói với mẹ là um, bé tú á, thì nó cá tính mạnh nó rất là ấy trong cái tuổi tuổi ăn tuổi lớn nữa mà mẹ cứ la nó hoài mẹ không sợ một ngày nào đó rồi nó nó theo bạn bè nó xấu nó bỏ đi lúc đó mẹ mất đứa con thì chắc lúc đó mẹ nghĩ đó là mẹ có suy nghĩ lại mẹ, mẹ sẽ thay đổi cái suy nghĩ thì mẹ uh, nhẹ nhàng với tú hơn mẹ nói chuyện với tú nhiều hơn với anh hai cũng hay nói là người ta giáo dục con thường người ta sẽ làm bạn với con chứ không bao giờ người ta làm uh, con mình tổn thương vì khi một người mà đã tổn thương rồi thì người ta có những cái suy nghĩ mà đáng sợ lắm. Mẹ có tin một ngày đó mẹ mất đứa con không? Thì anh nghe nghĩ, chắc lúc đó là mẹ cũng đã suy nghĩ lại. Nên đó là mẹ sẽ ấy, cái cách giáo dục mẹ sẽ thay đổi với Tú nhiều hơn. Mẹ nhẹ nhàng hơn, mẹ khuyên nhủ Nói chung là mẹ muốn làm bạn với Tú nhiều hơn là lúc trước. Thì anh hai nghĩ là vậy. Có một khoảng thời gian là em không có thích nói chuyện với mẹ. Tại vì em cảm thấy là mẹ luôn đặt ra những cái quy tắc và cái cách mẹ... Giáo dục là hay đánh Hay la Nhưng mà ở cái tuổi 15-16 Con gái sẽ hay quê Mà em biết là mẹ cũng hay tâm sự với anh Mà anh thì lại rất là hay Tâm sự với em Thì uh, Em nhớ là anh Luôn đưa ra những cái Góc nhìn Anh phân tích cho em hiểu được là Tại sao mẹ lại có những cái suy nghĩ như vậy Em nhớ em đã từng nói là Ủa sao em thấy á mẹ, ba mẹ người ta dạy người ta là ngồi nói chuyện không mà đâu có hỏi chút cái tán bạc tai ở ngoài đường trong khi nhiều người vậy cái đó là do cách giáo dục của ông ngoại ngày xưa với mẹ không phải với mẹ với cả mấy gì luôn với mấy cậu luôn là ông ông ngoại rất là nghiêm khắc đụng chút là đánh đụng chút là đánh nên hay nghĩ ít nhiều mẹ sẽ bị ảnh hưởng cái cách giáo dục đó với một phần là do mẹ thương mẹ quá thương tú đi mẹ sợ có thân con gái nữa mà này kia thì mẹ sợ nên mẹ nghiêm khắc với tú thôi nhưng do cái cách giáo dục của mẹ không đúng thì cái đó mình góp ý với mẹ thì mẹ cũng sẽ sửa thôi tôi cũng nhớ là anh anh hai nói nhiều từ đó thì mẹ cũng thay đổi trong cái cách giao tiếp cho nên từ 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 thì tú bắt đầu tâm sự với mẹ nhiều hơn chứ còn ngày xưa thì mẹ la không à Và nhiều khi cái la đó nó làm cho tú cảm thấy rất là stress mà cái câu mà Tú cảm thấy nó đúng là mình sẽ bị ảnh hưởng từ thế hệ đi trước. Đó lý do tại sao mà Tú cũng hay rất là lớn tiếng. Tại vì ngày xưa mình sống ở trong một cái khu đó, người ta giải quyết với nhau bằng đứa nào lớn tiếng hơn đứa đó thắng. Đàn bà thì cãi lộn nhau, đàn ông thì sách dao ra chém. Đó là những cái gì mà trong ký ức tuổi thơ của Tú. À, nhưng mà may mắn hơn là mình được đi học mình đi ra đời nhiều thì mình sẽ có những mình được giao tiếp với những người người ta ở một cái ở tầng lớp khác người ta giúp cho mình có những cái nhận thức nó khác hơn uh, hiểu hơn về giáo dục mà anh hai cũng là người đọc sách nhiều cho nên là rất là may mắn là anh hai có thể giúp cho tú với mẹ kết nối lại với nhau em thấy được ở anh đó, là anh luôn nhìn những cái những cái vấn đề xảy ra trong gia đình của mình nó theo một hướng tích cực thì em không hiểu là lý do tại sao anh thấy được điều đó có thể là mình đâu đó cái 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 hoàn cảnh nó giống giống nhau nhưng mà cái thời gian mà mình có thể tiếp xúc với cha mẹ của mình á thì anh hai là người tiếp xúc được nhiều hơn thì trong trong suy nghĩ của anh hai đó, ba của tụi mình á đối với anh hai như thế nào tất nhiên là anh sẽ hương mẹ nhiều hơn nhưng mà làm sao để mà anh có thể kết nối với ba nhiều hơn tại vì em thấy trong gia đình của mình anh là người kết nối với ba nhiều hơn và ba cũng chịu nghe anh nhiều hơn ừ, thật ra thì ba ba đúng là ba có lầm đường lỡ bước trong cái thời gian mà ba không có sống bên tụi mình nhưng mà suy cho cùng thì là sau này ba trở về thì ba cũng thay đổi tâm tính ba uh, chăm sóc uh, gia đình ở nhà ba quán nội. xuyên lo cho bà nội thậm chí lúc bà nội nằm một chỗ trong nhà đâu có ai chăm sóc cho bà nội đâu chỉ có một người bà. Nhớ. Ừ. anh hai cảm thấy là mình nên tha thứ tại vì ai con trên trên đời này ai cũng có lỗi lầm hết đó nhưng mà ta đánh đánh kẻ chạy đi không ai đánh người ở lại hết thành ra giờ ba quay về ba thay đổi thì mình mình cũng phải sẽ có một cái cách dành khác đối với ba yêu thương ba hơn bỏ qua những cái lỗi lầm mà ba đã từng mắc phải rồi chăm sóc cho ba tại vì Um, sau này mà thực ra bây giờ tuổi của ba mẹ cũng lớn rồi, sau này mà mình không muốn làm cái gì nữa mà lúc đó mà không có làm được thì mình sẽ hối hận cả đời. Em nhớ là cái cái lúc mà em thay đổi mạnh mẽ nhất về tình cảm cha con, có nghĩa là lúc mà em cảm thấy là em có thể bỏ qua Và em thương ba mà em con tự hào về ba nhiều nhất là lúc bà nội bệnh, lúc đó bà nội nằm ở nhà nằm liệt giường khoảng hơn gần 2 năm trời nhưng mà cái hình ảnh mà em nhìn thấy và nó dạy cho em rất là nhiều về cái sự báo hiếu đó là một mình ba cộng thêm sự hỗ trợ của cô hai mỗi một ngày là phải chăm sóc cho bà nội cho bà nội ăn rồi lau chùi tắm rửa cho bà nội rồi bà nội còn hay đánh ngắt khi mà người khác đến chăm sóc hai năm liền mà ba luôn dành cho bà nội là một cái sự chưa bao giờ thấy cọc cằn nhăn nhó ba luôn dành cho bà nội một cái tình yêu thương mà rất là nhẹ nhàng là những lúc mà em nhớ lúc đó là em học lớp 10, 11 là em thấy rất là rõ rõ mùng một mùng một là từ đó em học ra em hiểu được yêu thương là như thế nào một người con yêu thương một người mẹ à, sau đó em cũng hiểu được là tại sao bà nội rất là thương ba tại vì có những lúc đó, đến một thời điểm nào đó vật chất tiền bạc nó không giải quyết được vấn đề mà cái người ở bên cạnh mình chăm sóc mình những lúc mà mình đang gặp khó khăn nó rất là quan trọng rồi cũng như anh từng nói với em rằng là có những thứ mà mình đang có mình nên trân trọng nhất là gia đình cha mẹ để một ngày nào đó mình không còn nữa mà mình ngồi mình nuối tiếc thì thì nó cũng muộn rồi thì đó cũng là một câu chuyện mà ngày hôm nay Minh Tú chia sẻ ra để giúp cho các bạn cũng đâu đó cũng sẽ thấy được rằng là ai trong chúng ta trong tất cả mọi gia đình từ đầy đủ đến thiếu hụt thì luôn luôn có vấn đề người ta có một cái câu là uh, mỗi nhà mỗi cảnh thì cái gia đình nào cái ngôi nhà nào cũng sẽ có những lúc sáng đàn nhất và cũng có những lúc nó cũng có những cái vấn đề trong cuộc sống mà nhiều khi người ta không có muốn chia sẻ ra ai trong chúng ta từ cha mẹ con cái anh chị em thì ai cũng là con người ai cũng sẽ có trái tim và ai cũng sẽ cần sự thấu hiểu thông cảm và cần chia sẻ thì đôi lúc chúng ta nên lắng nghe họ một chút xíu Uh, mở lòng ra chia sẻ với họ hoặc ít nhất là chúng ta hãy quan sát để thấy được cái sự tổn thương của họ để chúng ta có thể kết nối gia đình hoặc ít nhất là có thể giúp họ cảm thấy được yêu thương khi mà chúng ta còn có thể tiếp tục làm điều đó. Các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú. Không một chủ đề nữa mà đầu năm nay hai anh em mình từng ngồi nói chuyện với nhau đó là về anh ba, anh đạt, tú luôn hỏi anh hai là anh hai có bao giờ nói chuyện với anh đạt không? Thật ra đạt nó cũng lọc người nội tâm, nó ít khi nào mà nó chia sẻ những cái vấn đề trong cuộc sống của nó với anh hai lắm. Nhưng mà dạo gần đây khi mà cái thời gian mà đạt nó đổ bệnh nó nhập viện, anh hai vô anh hai chăm nó đó thì hai anh em mới có cơ hội ngồi lại với nhau nói chuyện nhiều hơn tâm sự nhiều hơn cũng nhiều hiểu nhau nhiều hơn thì từ lúc đó thì bây giờ anh hai với anh đạt cũng có thể nói chuyện với nhau tại vì em với anh hai thì dễ rồi mình đã có những cái vấn đề xảy ra mà mình giải quyết và mình kết nối được em với ba mẹ cũng vậy em với anh đạt thì từ nhỏ thì cãi nhau là chính đánh không, nhau là không 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 chỉ có tú đâu mà ba anh em mình là giống như là ba người là ba ừ, cá tính ba cá tính mà đụng nhau cái là nảy lửa đó nhưng mà trong ba anh em thì cái người mà sống nội tâm nhất đó chính là anh anh đạt là anh ba của minh tú anh đạt là một người sống um, ít chia sẻ sẽ luôn chọn nó im lặng hồi đầu năm nay khi mà em hỏi anh đó là bởi vì em thật sự em đã cố gắng nói chuyện với anh đạt những năm gần đây nhưng mà em cảm thấy đâu đó anh đạt không có thực sự muốn chia sẻ ví dụ như em có hỏi anh đạt là anh đạt ơi anh đạt có thích làm cái gì không tại vì bây giờ đến một lúc em cũng không thể nào hiểu được rằng là tại sao anh đạt đang đi làm rất là bình thường sau một ngày anh đạt muốn đi ng muốn nghỉ làm ở nhà và chọn um, sống một cái cuộc sống nó hơi giống gọi như ẩn giật vậy đó nha ừ. đi chùa đọc kinh ăn chay và nhiều lúc đó, em hỏi anh đạt á thì anh đạt chỉ nói là đối với em mấy câu là cuộc sống này mệt mỏi quá thì cách đây mấy năm thì anh đạt hay nói với em câu đó nhưng là gần đây nhất thì em có hỏi anh đạt là anh đạt có thích làm cái gì không uh, anh đạt có mục tiêu gì trong cuộc sống cái mong ước của anh đạt là gì nhiều khi em còn không biết bạn của anh đạt là ai nữa ví dụ như bạn của anh hai em còn biết là ờ ừ, bạn anh hai là ai uh, xong rồi uh, đợt năm đầu năm anh đạt đổ bệnh thì cái lúc đó là em em không, lại không có thời gian đi vô thăm nhiều đây anh đạt cũng không có cho thì anh hai là người tiếp xúc với anh đạt nhiều nhất thì lúc đó anh đạt chia sẻ với anh hai nhiều nói chung cũng không không có chia sẻ nhiều lắm nhưng mà đâu đó anh hai hiểu được là đạt nó trải qua những cái chuyện gì và tại sao mà bây giờ nó quyết định sống một sống như vậy thì anh hai có nói với đạt là sau này á có gì đừng có để trong lòng chia sẻ đi chia sẻ với ba nếu mà ngại chia sẻ với ba mẹ hoặc là ấy thì chia sẻ với anh hai thì anh hai cũng là một người biết lắng nghe mặc dù là anh hai không có đưa ra được cho đạt những cái quyết định hay là cái gì nhưng mà anh hai cũng sẽ giống như là đối với Tú anh hai sẽ đứng đằng sau ủng hộ, ủng hộ hết mình dù quyết định của đạt hay là đạt là người như thế nào hay cái gì. Đừng có lo lắng, cứ chia sẻ với anh hai. Và dạ, có chuyện gì mọi người đừng có ngại, cứ cứ kiếm anh hai. Giống như là đạt á sau cái thời gian đó thì đạt nó cũng hay nói chuyện rồi tâm sự nói chung là chỉ qua tin nhắn với điện thoại thôi chứ còn hai anh em thì tại vì ở hai cái khác nhau thì không có gặp nhau nhiều được thì nó cũng tâm sự chuyện của tú rồi chuyện của nhà ngoại chuyện này nói chung là cởi mở hơn rất là nhiều so với thời gian trước còn ba với mẹ thì anh hai muốn gửi lời là con luôn yêu thương ba mẹ nhất là ba con không có nhiều khi là con không có thể hiện ra nhiều nhưng mà trong lòng con đó là ba cũng là một người con yêu thương cũng không có thua kém vì mẹ nhưng mà chẳng qua là con không thể hiện bằng lời nói nhiều như là mẹ nhưng mà con mong là ba hiểu là con con luôn luôn yêu thương ba các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của minh tú anh hai có thích tết không lúc nhỏ thì thích còn bây giờ thì hết tại vì mỗi cái tết qua mình sẽ già đi một tuổi Ba mẹ, người thân ai cũng sẽ già dạ đi một tuổi yeah. um, Có thể là họ sẽ không còn sống ở bên mình lâu hơn nữa Cho nên là Tết thì anh hai cũng đón nhận với tâm thế bình thường thôi Chứ không có nôn nao như ngày xưa, ngày mình còn nhỏ nữa Em thì ngược lại Hồi nhỏ thì em không thích Tết Em cảm thấy uh, Tết là một cái gì đó mà em không có vui Thứ nhất là em không có được quần áo mới Thứ hai là em không có được đoàn tụ gia đình Và em rất là nhạy cảm về cái việc mà người ta nhắc về cha của em Ngoài cái việc là được lì xì Còn hoàn toàn em không thích Tết Đến sau này khi bắt đầu em lớn lên 15, 16 Bắt đầu đi vào nghề 20, 21 tuổi Thật sự bản thân em Em thừa nhận em rất là có lỗi Ở cái việc là em rất là tự ti về gia đình của em à, Em ít chia sẻ về gia đình của em em không có dám uhm, em đôi lúc em hơi mắc cỡ khi mà tết về xong rồi mình sống trong một cái gia, trong cái ngôi nhà nó cũng không có được khang trang mọi thứ nó rất là uh, thiếu thốn rồi uh, nhiều nước mắt hơn là nụ cười cho nên thường em rất hay trốn tránh cái tết sau này uh, bắt đầu lớn lên thì khi mà mình trưởng thành và mình nhận thức ra nhiều điều hơn là mình rất là may mắn hơn rất là nhiều người bởi vì mình còn được ăn tết với gia đình tại vì em biết chắc là có rất là nhiều người bằng một cái lý do hoặc là một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống của họ trong công việc của họ, họ không thể nào ăn tết với gia đình nên là đối với em tết bây giờ quan trọng nhất là em được về nhà gặp ba mẹ cô hai người mà đã nuôi ba anh em mình khi còn từ nhỏ đến lớn gặp mấy gì đúng là trong những cái lúc đó đôi lúc mình nhìn họ già đi thì mình cũng rất là kiểu mình biết chắc là họ sẽ không thể nào ở bên mình mãi mãi hoặc thậm chí là nhiều khi em ngồi em nhìn anh em cũng nghĩ là anh anh già hơn hồi xưa rất là nhiều em cũng biết chắc là cái thời gian mà khi mình bận rộn với công việc mình không có thời gian dành cho nhau nhiều như hồi xưa nữa cũng không có trò chuyện nhiều như hồi xưa không có nhiều buổi cơm gia đình và có một thứ mà tụi mình không có rất ít có là buổi cơm gia đình và càng lớn lên em càng thấy không có cái đó thì em rất hy vọng tết này ba anh em mình với ba mẹ sẽ có một bữa cơm gia đình cùng với nhau tại vì em rất muốn trải nghiệm với cái cảm giác đó đâu đó thì tự nhiên tết cái người này bận cái này người bận cái kia xong rồi làm cái này làm cái kia xong rồi mình cũng không có một cái buổi cơm thật sự là của gia đình mình cùng với cô hai thì đối với em tết nguyên đáng cái đó là nó ý nghĩa nhất là cái thời gian mà em muốn về nhà nhiều nhất em muốn gặp những người mà em yêu thương nhất và em có thể nói những cái lời mà em 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 rất là muốn nói mà em không có đủ can đảm để em nói à, chắc chắn tết này em sẽ nói rất là nhiều với bà thì à, khi mà ngồi ở đây á, và khi mà con muốn làm cái tập về kết nối gia đình này ngoài cái việc là con muốn truyền đi những cái thông điệp tích cực nhất con cũng muốn là Uh, chia sẻ cái uh, suy nghĩ của con, cái cảm xúc của con. Nếu mà ba có cơ hội xem cái uh, cái tập này là con rất là yêu ba, con yêu ba cái tình, tình cảm, con yêu ba giống như là cái tình cảm con con yêu mẹ và con biết là khi con còn nhỏ thì con có những cái suy nghĩ, những cái phát ngôn, những cái hành động nó không đúng đắn và cũng tổn thương đến ba rất là nhiều nhưng mà ba đừng có bao giờ cảm thấy là ba không phải là một người ba tốt, tại vì con học được từ có thể ba không dạy con trực tiếp nhưng gián tiếp từ những cái hành động của ba, cái cách sống của ba, con được trưởng thành hơn rất là nhiều. Con biết yêu thương là như thế nào. Ờ, con cũng mong muốn rằng là ba phải cảm thấy tự hào, bởi vì con rất là tự hào có một người người ba như là ba và con rất là yêu ba và con tin chắc rằng là hai anh cũng yêu ba giống như là cái tình cảm mà con dành cho ba vậy con thì cũng từng trách về cái sự không xuất hiện của ba trong tuổi thơ của con nhưng mà thật chất thì con không có cái quyền để tha thứ bởi vì con nghĩ là ai trong chúng ta thì cũng sẽ có những cái lỗi lầm những cái câu chuyện riêng những cái khó khăn riêng mà đôi khi những cái nỗi khổ mà chúng ta không thể nào có thể giải bày hết con chỉ muốn nói rằng là con không còn bị tổn thương bởi vì những cái chuyện đó nữa mà con cảm thấy con rất là tự hào khi con được sinh ra trong một cái gia đình có đầy đủ cha mẹ Uh, con cũng rất là tự hào khi con được sinh ra trong một cái gia đình có thể điểm xuất phát ban đầu của con rất là thiếu yếu thiếu sót nhưng mà con lại được dạy dỗ uh, một cách trở thành một người uh, nên người một người sống thiện lành một người không quá tham vọng dẫn đến tham lam và làm những điều không tốt tại vì con nhớ những lúc con uh, trong cái tuổi phát triển trong sự nghiệp con luôn tâm sự với ba mẹ thì ba mẹ luôn khuyên con là thôi như đó là được rồi uh, không có cần ba mẹ không có cần quá nhiều thứ không có cần mua nhà mua xe không có cần đổi điện thoại mới chỉ cần thấy con với hai anh sống vui vẻ hạnh phúc khỏe mạnh là được rồi cái cái điều đó là cái điều rất là quý trọng mà con cảm thấy là con rất là may mắn có được thì uh, ở đây con uh, cũng rất là mở lòng để có thể đưa ba thấy được rằng là cái sự kính nể và tôn trọng của con dành cho ba rất là nhiều và con không còn suy nghĩ về cái sự tổn thương đó nữa đối với con thì nó đã từng là cái vấn đề mà con bị tổn thương nhưng sau này con lớn lên con hiểu được rất là nhiều và con cũng hy vọng rằng là ba có thể tự tha thứ cho bản thân của mình ba không cần phải cảm thấy có lỗi với con tại vì thật sự ba không có lỗi gì với con hết À, mà hãy xem đó nếu như là một cái thử thách của cái tình cảm cha con của mình để rồi một ngày khi hai cha con của mình nhìn thấy nhau ở bên nhau có thể mở lòng và chia sẻ với nhau thì con cũng hy vọng rằng sau này ba sẽ nói chuyện với con nhiều hơn à, có thể tự tin dạy dỗ con nói những gì mà ba cảm thấy ba không hài lòng về con mà sẽ phải trực tiếp nói với con chứ sẽ không phải thông qua mẹ nữa và con rất là mong chờ điều đó bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của Minh Tú. Thực ra thì đối với bản thân của Minh Tú thì mỗi người trong chúng ta sinh ra có người sẽ có rất là nhiều may mắn nhưng bên cạnh thì cũng có những cái thử thách mà vũ trụ ban đến cho chúng ta. À, có rất là nhiều người cũng hay nói Minh Tú là Minh Tú rất là may mắn bởi vì Minh Tú có những người trong gia đình lắng nghe được Minh Tú à, hiểu được Minh Tú cái điều đó Minh Tú rất là biết ơn nhưng minh tú tin chắc rằng là nếu như các bạn mở lòng hơn uh, bằng cách nào đó các bạn chia sẻ nhiều hơn có thể khi mà chúng ta không còn cha mẹ những bạn mà không may mắn không còn đầy đủ bố mẹ hoặc là không có anh chị em mà chúng ta sống một mình thì chúng ta vẫn có thể tìm những cái tình yêu thương xung quanh chúng ta nó đơn giản hơn nó nghĩ đơn giản đi tại vì trong cuộc sống này chúng ta sống không thể nào thiếu sự yêu thương nếu chúng ta tìm kiếm được ở bạn bè cái sự liên kết bạn bè nó là một điều tốt nó là may mắn không thì chúng ta vẫn có thể tìm được sự kết nối một cái tình yêu thương từ một cái con vật nào đó mà chúng ta nuôi nấng hoặc là từ một cái cây hoặc một cuốn nhật ký để chúng ta nhìn nhận mọi thứ nó lạc quan hơn để chúng ta biết cách xoa dịu bảo vệ và yêu thương cái tâm hồn của mình Uh, hơn là cái việc mà chúng ta cứ nhốt chúng ta một mình cảm thấy cô đơn và làm mọi thứ nó tiêu cực uh, có nhiều khi những cái lời như con yêu mẹ con yêu ba em yêu anh hai em cảm ơn đối với những người mà sống thế hệ trước nó rất là dễ nhưng đối với những cái thế hệ trẻ sau này đôi khi họ cũng rất là ngại Uh, Minh Tú thì là một người uh, sống trong cái 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 cái, cái, cái um, môi trường công việc dễ nói chuyện và Minh Tú cũng biết cách nói như thế nào. Nhưng đôi lúc các bạn cũng có thể thấy là với ba của Minh Tú thì Minh Tú chưa bao giờ nói. Thì các bạn hãy cố gắng tập nói hoặc nếu như chúng ta không nói được thì hãy dùng những cái phương tiện nào đó bằng cách nhắn tin, uh, viết ra hoặc là đơn giản mua một món quà viết một tập thiệp. Nhiều khi cái món quà mà những cái người thân yêu chúng ta cần đó, nó không nằm ở vật chất đâu nó chỉ là cần ở một cái chai dầu gió hoặc là nhiều khi mẹ mình chỉ cần mình thấy cái bà kế bên có được một cái túi mua trên một cái ạp điện tử nào đó nó một hai trăm thôi nhưng mà bà ấy vui và xong nếu mình mua cái đó mà mình gửi về mình mình không có bao giờ nói mẹ ơi con yêu mẹ thì học nói, nếu không học nói thì chúng ta có thể viết ra để bày tỏ cái tình yêu thương đó của mình đến với đứng sinh thành của mình hoặc là đến với những người trong cái cuộc đời này chúng ta có nhân duyên để được gặp và chúng ta yêu thương họ thì hãy bày tỏ cái sự yêu thương đó. Nếu như mà ai có cơ hội được xem phim cánh đồng bất tận hoặc là đọc um, cuốn sách của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì chúng ta cũng từng nghe đến một câu là lại là trẻ con thì chúng ta nên tha thứ lỗi lầm của người lớn Tại vì tất cả người lớn thì ai cũng từng là trẻ con và cũng từng lớn lên Và ai trong chúng ta cũng sẽ từng mắc sai lầm Sau này Minh Tú cũng sẽ trở thành Minh Tú hoặc anh hai Minh Tú hoặc tất cả chúng ta cũng từng là trẻ con Từng lớn lên và cũng sẽ là đứng sinh thành và cũng sẽ mắc sai lầm Bằng cách này hoặc cách khác chúng ta sẽ sai lầm Thì hãy chúng ta có thể giận, chúng ta có thể buồn Chúng ta có thể từng oán trách uh, nhưng mà minh tú hy vọng rằng là chúng ta hãy tha thứ và hãy mở lòng mình ra uh, đón nhận họ nhìn mọi thứ nó lạc quan hơn yêu đời hơn tha thứ cho họ cũng là tha thứ cho bản thân của mình cuộc sống mà thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái lúc mà nó không như ý muốn nó không như ý mà chúng ta mong muốn thì cái việc mà chúng ta đón nhận nó như thế nào sống một cái cuộc sống tiêu cực oán trách hay là sống một cái cuộc sống mà chấp nhận đối mặt và vượt lên và thay đổi nó là do sự lựa chọn của chúng ta thì minh tú rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian này để ngồi xem và lắng nghe cái podcast này của Minh Tú với anh Hai của Minh Tú và hy vọng rằng những cái câu chuyện mà Minh Tú và anh Hai của Minh Tú chia sẻ nó chỉ là một cái góc nhìn nào đó rất là nhỏ ở trong một cái gia đình nó rất là nhỏ ở giữa một cái thế giới ngoài kia có rất là nhiều câu chuyện và những cái nỗi niềm nó khác nhau. Nhưng mà qua cái câu chuyện này Minh Tú cũng muốn các bạn có thể thấy rằng là một người mạnh mẽ như Minh Tú, một người hoạt ngôn trên mạng xã hội trên các kênh Uh, truyền thông nhưng cũng có những lúc minh tú tổn thương cũng có những lúc minh tú phạm sai lầm cũng có những lúc minh tú mất kết nối với gia đình và minh tú phải tìm sự giúp đỡ từ người khác để có thể giúp minh tú uh, mạnh mẽ hơn sáng suốt hơn và tha thứ cho người khác các bạn đang lắng nghe podcast nhật ký ban công của minh tú cảm ơn anh hai rất là nhiều đã đồng ý đã tham gia cùng với Tú ở trong cái tập podcast này và hy vọng rằng là Tú thì ít bao giờ nói những cái lời tình cảm, nhưng đây có thể là lần đầu tiên Tú ngồi trước mặt anh Hai. Là đối với Tú ngoài ba ra anh Hai giống như người cha thứ hai của Minh Tú. Tú Tú trưởng thành, Tú có rất là nhiều lần có thể dễ đi vào con đường xấu nhưng tú lớn lên và trở thành một người có ích đó là một trong những cái công sức mà anh hai đã dạy dỗ tú tú không mong muốn cái gì nhiều hết tú chỉ mong muốn là anh hai hạnh phúc anh hai khỏe mạnh anh hai sống vui vẻ và một điều tú có thể hứa với anh hai rằng là, là chúng ta ở kiếp này là anh em thì cả đời này chúng ta sẽ là anh em anh hai sẽ không bao giờ sống một mình nếu sau này không còn ba mẹ nữa chắc chắn anh hai sẽ có có tú con của tú và anh đạt chúng ta sẽ là một gia đình Um, và chúc các mấy bạn đang xem cái postcard này một uh, luôn có nhiều sức khỏe uh, niềm vui và tìm được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống uh, đối với những bạn mà không có uh, điểm tựa hay là gì thì mình cũng đừng có quá buồn mình có thể kiếm những cái uh, mối quan hệ ngoài xã hội như là bạn bè rồi uh, vân vân Nhờ, rất là nhiều cái mối quan hệ để mình tìm kiếm để là support cho mình cuộc sống tươi vui hạnh phúc hơn xin cảm ơn